Chương trình Vần Trăng Cổ Nhạc lần thứ 240 Đẹp Lắm Cần Thơ chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có dòng sông đẹp, có nhiều giai nhân. Thủ phủ miền Tây trụ phú được thiên nhiên ưu ái đã góp phần hình thành nên tấm lòng người Tây Đô, vừa hào sảng, hồn hậu, vừa trọng nghĩa, trọng tình. Những nét đẹp đặc trưng ấy luôn là điểm tựa tinh thần để có được một Cần Thơ hôm nay không ngừng phấn đấu vươn lên, xứng đáng với vai trò là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tất cả sẽ có trong chương trình Vần Trăng Cổ Nhạc lần thứ 240 sẽ được trực tiếp trên kênh HTV1 và kênh truyền hình thành phố Cần Thơ vào lúc 19:30, truyền tiếp trên kênh HTV9 và các hạ tầng truyền thông số của HTV vào lúc 21:00 ngày 17/12/2023 tại công viên sông Hậu, thành phố Cần Thơ. Kính mời quý khán giả đón xem Vần Trăng Cổ Nhạc, nơi tôn vinh loại hình nghệ thuật đặc trưng Nam Bộ.